your shoes off here. Because your shoes are wet. Hello, sweetheart. My shoes are wet. Oh, sweetheart. Trời ơi, mẹ ở nhà mẹ chờ luôn rụt đàn rụt đọc nó mẹ để cho người nãy cho được. Thú mình ơi. Mẹ mẹ mở dài ra con. Trời ơi, con đi bơi để à? Thì vui không con? And got the ring. Oh. Mm-hmm. Quá and giỏi luôn. Cô có nói con bơi tốt không? Rồi yeah, ok. À không có nói hả? Vậy thôi bây giờ mình ăn nha. Cô chú ơi, cô chú có biết giờ này là mấy giờ chưa? 9 giờ rưỡi tối. Đây, ngoài trời đây cô chú. 9 giờ rưỡi tối. Ha. À, cô chú coi nè. Trời đất ơi, hai cha con nó đẩy nhau, chở nhau đi siêu xe, đi vòng vòng trong xóm vậy đó cô chú. À, trời ơi, dữ trời ơi. Ui chào ơi, nó dữ chưa. Trời ơi, dân chơi đúng là giang hồ, thì ai đứng trên mui xe vậy? Hả? Đã, cái xe đã lũi xuống cái đó mà còn đứng lên vậy đó ha, có ai đời. Trời ơi, coi ai đời mà chơi kiểu đó không? Hả? Không ngờ có một cái đứa mà nó chơi kiểu đó luôn. Đó, thấy chưa? Thấy không? Con đứng tới nỗi mà chó sủa luôn rồi. Đó, thôi không, đừng chạy tới, đừng. Đã nói không là không. Không, con like puppy là chuyện của con, nhưng mà cái chuyện người ta đang đi là chuyện của người ta. Đó, bây giờ con đứng lên mu trần ngay chỗ này coi. Stop daddy. Ok, đứng ngay chỗ này coi. Đứng lên coi. Ok. Rồi, làm kiểu rồi. Đứng lên, no, stop, daddy. Oh, you wanna go? Oh, she wanna go like that. Trời ơi, ba nó hồi nãy giờ nó chơi kiểu này nè, cô chú nè. Quá luôn. Oh, bây giờ chơi kiểu này. À, bây giờ chơi đu. Trời ơi, cô được đời, sao nó y chang tôi nhỏ vậy trời. Trời ơi, nó bạo lực vô cùng luôn á. Trời ơi, nó nhìn Ngọc không thấy lạ lùng gì đó, tại vì nó y chang Ngọc vậy đó. Ok, để im đó, mẹ có, mẹ biết cái gì là mẹ chỉ cho con hết. Mẹ thấy con có khả năng rồi đó. Tôi có nó rồi. Ui chào, ui coi được chưa. Quá được rồi, bây giờ go trong tròn, go around daddy. À, ba nói là con ngồi đó nặng gãy đó. Trời đất ơi, dân chơi không, 10 giờ đêm ra ngoài đi đua xe. Quá sức tưởng tượng rồi cô chú thấy không? Quá sức tưởng tượng rồi. Sao nãy giờ đi không ngủ mẹ vậy? Xe mẹ đâu? Ờ, xe mẹ đó hả? Xe màu gì á? Màu tiếng Việt là màu gì? Màu cam. Bảy, màu cam là xe này. Màu gì? Màu cam. Đúng rồi, còn xe mẹ màu gì? Màu gì? Màu vàng. Đúng rồi. À, cái xe của ba màu gì? Daddy, what is your car color? Màu vàng cam. Màu vàng cam, đúng rồi. Ờ, this cam is vàng, đúng rồi. Quá rồi, đứng lên, bây giờ đứng lên cái mui mày chụp cho tấm hình coi. Ờ, đu đông anh thưa, không muốn thôi. Không muốn là không ép. Quá luôn, quá sức tưởng tượng rồi. Ui trời ơi. Bắt đầu đụng mẹ luôn hả? Ôi ôi. Vẫn chơi với đụng mẹ luôn á ta. Ê cô chừng đụng xe tôi nha. Stop daddy. No, she wanna sit different way or something. You wanna race? Làm gì ạ? Rồi mở ra, rồi sao nữa? And touch the floor with it. And then what? Rồi làm gì? Có khùng không? Hả? Không hiểu nổi thiệt á. Hiểu không ra luôn á. Ai hiểu ra nói giùm, cái hiểu giùm ai chạy té nha. Té.
Trời ơi, nãy giờ tưởng hai cha con nó đi qua nhà Adri chơi. Ai ngờ hai con lấy xe đi. Trời đất ơi, ai bồng con lên đây đây? Chị đi. Ai bồng con lên đây à? Con tự leo lên hả? Con tự leo lên bằng cái cục này hả? Thôi rồi rồi, trời đúng quá trời. Ờ, mà tại sao con nói mẹ mày lấy cho chứ làm sao mà con ta, trời đất ơi, trời. Trời ơi. Even big like me. Uh-huh. À mẹ cao giống như con vậy hả? Uh-huh. Không Minh ơi, mẹ nhớ quá mẹ. Oops. Không muốn gì? Không muốn vô. Đây đây nè, đây nè. Nếu mà làm cái này mà cái này đổ xuống cái mà hư iPad của mẹ là bị đập nè. Đâu trái đi dập hả? Ừ, mà bây giờ. Nhưng mà cái đây nè, laptop của mẹ đằng sau lưng nè, cái bàn này là cái bàn công nghệ thông tin, hiểu chưa? Mà đổ nước vô cái bàn này là ăn đập rồi, đi xuống, đi xuống, đi xuống. Ô trời, không mà mảnh cho cô tụi. No, I don't want to. Không muốn xuống hả? Rồi, ok, ngồi đó đi. I love that. Đây. Rồi, coi đi. Coi làm sao, coi bát làm sao. Rồi, con có muốn ăn cái cereal của con không? Rồi, muốn ăn. Không được, để che, đi bước xuống đi cha. Cô chú coi được đời không cô chú? Thôi được đời không? Refreshing. Rồi, ngồi xuống ăn đi. I guess I don't want to. Ngồi xuống. Thôi mà, buông ra không có đụng vô nha. Rồi, mẹ bòn xuống. Ô trời ơi, trục đàn nó trục nọc quá. Ô trời. Quá sức tưởng tượng luôn, quá luôn á. Không vừa luôn, quá luôn chứ không có vừa. Nó giờ lên đó. Vừa đi xuống dưới làm chi vậy? Trời ơi, đó ta cho vừa lắm. Vừa lắm. Mom, don't see that. Vừa lắm. Don't see that. Không, mày không nói không đau, không đau, 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 không đau. Đó, đợi bố mốt con đừng có ngồi. Cắn lưỡi rồi phải không? Cắn lưỡi. Ủa lấy tóc tôi chùi chà lưỡi trời. Đó, trời ơi. Mà cái cắn lưỡi. Chết. Chạy đi, it's bleeding man. Daddy, watch. Stick it out. Can you get some napkin, Daddy? Hả, tự nhiên con giỡn mà. Để lên, lấy ra, đừng nút vô, lấy lưỡi ra. Lấy ra, lấy ra. Lấy ra, đó. Ui ơi, cắn cái lưỡi bừng chầm ở lửa rồi. What happened? She was climbing down here. Chết rồi, lên nữa ra coi. Trời ơi, dài quá rồi, bự lắm đó chày. Thả mình lên nữa ra coi. Too much ha ha now now. Hồi nãy là không có tính khóc rồi mà thấy máu mà khóc chứ gì. Phải không? Lên nữa ra coi. Trời đất ơi. Rồi, bây giờ nằm dưỡng thương. Đi vô bước 2 nằm dưỡng thương. Không được nhảy nữa. Nó tới mức độ vậy đó. Giờ lấy tóc tôi chùi. Vậy nó còn cười nữa. Rồi, vô đây. Mom, just use it with your hands. Ok. Rồi, vô đây nằm dưỡng thương. Mom, please. Rồi, con mẹ nằm với con luôn, ok. Ok, hết rồi. Hết rồi. Mặt trận dễ sợ, mặt trận, mình xúc. Rồi, bây giờ muốn làm gì, mẹ mở một hình coi nha. No, my iPhone. Rồi, muốn coi, đợi nha. Ok. No, iPhone. iPhone nè. Trời ơi, biết iPhone là gì mà biết iPad là gì luôn rồi. Mình chơi gì vậy? Rồi, mẹ đẹp này, mẹ này, mình set up cái gối này cho nó nằm, cho nó thoải mái, nằm xuống. Đúng rồi, con dựa xuống, con dựa. À, mở máy lạnh lên nha. Nè mày coi lưỡi coi. Lên lưỡi coi. Hết chưa? Cũng còn đó, cũng còn đó. Mà mốt không được chơi cái trò đó nghe chưa? Đọc trong giờ. Bờ. Lớn lên. Mẹ mở máy lạnh giùm con. Trời ơi, cái miệng đau giờ không nói chuyện lớn được hả? Cho vừa. Hey, hello cô chú. Trời mới vừa mưa xong cô chú. Mưa xong mới thấy nó mát trở lại liền.
Ôi, con gái cô chú bữa nay thật nó nằm mặt cái đầm này, cái mặt nó xì mị đủ lắm cô chú. À cái con nó con vịt đó con, cho nó vịt cỏ con. Đúng rồi, cái đầu của nó có màu xanh xanh. Con nói đi đây nè, con nói đây nè, vịt cỏ. À bây giờ con kêu rắn ra quýnh lộn đi, lẹ lên. Rắn ơi rắn. Không mà không kêu hả? Nha. Yeah. Con kêu rắn đi con, rắn ơi rắn. Không kêu hả? Ôi ủi, vịt đầu hả? Con nói rắn ơi rắn. Ủa con gì vậy? Trời ơi cái chú động tắm hay gì vậy? Oh my goodness. Trời chú đâu không tắm hả chay? Ông không tắm không bơi kìa chay kìa. Con ơi chú ơi coi chừng. Con nói be careful. Ai con nói nó nói I think he don't hear me, có nghĩa là nó con nghĩ là chú không có nghe con đâu. Trời ơi coi được đời không? Trời ơi cái trời chú đó chú can đảm ghê á. Thôi rất là lạnh luôn á, để mày coi cái nước coi. À lạnh. Lạnh. Lại đây con, lại đây con. Come here. Yeah yeah, come here, come here, come here. Rồi kệ chú đó đi con. Rồi lên thuyền, lên. Rồi bữa nay là biết rủ đi nha cô chú nha. Rủ là mẹ à. Nói vậy nè, nó nói vậy nè, mommy, you wanna go on a boat ride? Có nghĩa là mẹ với ba muốn đi thuyền, muốn đi lái thuyền chơi không? Bữa nay nó rủ rồi đó. Ngọc á, là không bao giờ tự động kêu đi. Chỉ cần nào ba nó rủ với nó rủ Ngọc mới đi thôi, chứ tự động Ngọc là không bao giờ Ngọc đi vậy đó. Ồ, mấy con búp bê của con hả? Ồ, để đó, đổ, tại vì mưa con, mới mưa. Đổ ra đi chút nữa, đây nè, để chút nữa. Ê, cầm mấy con này lên luôn. Cầm mấy con này lên luôn để chút ướt con. Chút ướt em á. Ôi trời trời, con mới nói cũ ha. Ừ. Go đâu? Đi đâu? Giờ con muốn đi đâu? Nhưng mà bây giờ đi đâu? The lady house? No, she's not home. Nó thấy con búp bê này rồi nó muốn đem qua nhà bà hàng xóm để nó chơi với bà hàng xóm đó. Nên nó nói là ba cho con đi bộ, con đi thuyền sao được không? Có được đời không? Chưa, khoan con rồi. Trải cái khăn ra. Daddy, can you put the towel somewhere so Jady can sit? Yeah, hold on. Don't untie us just yet. Let me okay. Load off. Yeah, để lấy mấy cái khăn chùi hết không? Nè con, nè con, đây là khô nè, lên đây ngồi con. Khô nè. Đó, ngồi. Khô rồi, con có ngồi tới đây đâu, con lo rồi. Ngồi đây. Đúng rồi, rồi đọc sách đi con. No, not the set. Oh, not the set hả? Cái đó không phải là sách. À, cái đó không phải sách. It's stickers. À, đó là sticker thôi con. Mommy, so wet. Mẹ ngồi lên cái khăn luôn rồi nè. Trời ơi, em bé ướt sũng luôn rồi. Ờ, để mày để đây. Để đây mình đi thiền chút là em bé nó khô rồi con. Ôi, con của cô chú, cả cái máy nó hơi dài đâu, giờ cắt kiểu như sao ta? Mommy. Cắt kiểu như sao chứ đừng có máy, đừng có máy ngố nữa ta. Mommy, I love this. Con lớp gì con? Con lớp my haircut. Ồ, con thích cái đầu tóc của con hả? Con muốn mày dẫn con đi cắt tóc không? Dạ không. Sao vậy? Already cut. Ồ, cắt rồi hả? Ba là gì con? Con phải giữ đồ giùm cho mẹ nha. Mẹ không có nhớ đâu. Mẹ có nhiều việc lắm, mẹ cởi ra rồi nhiều lúc mẹ cũng không có nhớ mẹ để đâu nữa. Nên là con phải là người đó. Từ giờ về sau là Ngọc cởi đồng hồ ra nó nhớ cho coi này nha cô chú nha. Nha. I lost my fish. À con làm mất con cá của con rồi hả? Tại vì cái này con cứ gỡ ra rồi gỡ vô hoài nên là nó hết băng keo á, nó hết dính luôn á. Nó rất là thích sticker nha cô chú nha. Chay là nó cực kỳ thích sticker, nó thích dán cái này dán cái kia, nó tạo này tạo kia rồi vẽ đồ này kia, nó là vậy đó. Chỉ vẽ với sticker đồ này kia mới làm nó đam mê coi. Tóc bữa nay dài ra nè, dài xuống tới con mắt nè, suông rồi nè.
giờ kiếm sao phải mua kẹp, phải kẹp tóc lên hàng sao chứ, để nó mắt lưa thưa hay là cắt tóc cái kiểu nào để cho nó cái mái, cái nó qua cái mái chứ còn để nó rụi thụi vô mắt quá. Chay ơi, chay ngồi khép lại, chay khép lại, khép lại. Con ngồi ở bên đó hơi hơi nắng á, con muốn qua đây ngồi không? Mày... hả? Oh, you love it bright. Okay. Okay. It's wet, Daddy. Yeah. It's okay. This is like a towel. The shorts are like a towel. It's okay. Oh my gosh. We lucky, huh? See, I say it's gotta be inside the house. Yeah, you said it's gotta be inside the house, and then you triggered something to say, hey, with the language. Rồi, tối hôm qua hả, tới lúc mà hai mẹ con hả chuẩn bị ngủ, lúc nào hai mẹ con chuẩn bị ngủ là cũng dành 5 phút để nói chuyện với nhau hết đó. Nó nói với hả mẹ, con là một đứa con nít rất là lanh lợi, là nó nói tiếng Việt, tiếng Anh đó nha, nhưng mà tiếng Việt dịch ra nó là vậy đó, là I'm a very gọi là clever girl. Clever. Đúng rồi, clever. 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 You're clever. Clever. No. Mày nói đúng chưa? Say it like daddy. Look at daddy. No, she tried to fix my English. Oh, you're trying to fix her English? Yeah, because I said it wrong. Clever. No. Did sao? How do you say it? English. English. Oh, I didn't. À, đúng rồi, mày nói chữ English không đúng. English. No, first English. English. Yeah, that's perfect. Trời ơi, nó chỉnh. Rồi nè, mày nói lại nè. Level. No, English. English. Yeah, that's perfect. English. No, English. English. No, English. Trời ơi, sao nó biết hay vậy trời. Chắc ơi, mẹ có điện thoại.